Ui, lãnh đạo có vấn đề gì mà căng thẳng thế? Tôi đang hoàn thiện mấy dự án của biệt thự, căn hộ cao cấp mà chưa biết chọn đá gì đây. Chọn ngay đá thạch anh nhân tạo Castle Quartz đi. Đây là sản phẩm đẳng cấp, lựa chọn hàng đầu trên thị trường đấy. Castle Quartz có gì khác biệt vậy ông? Castle Quartz được sản xuất bằng công nghệ hiện đại Breton Ý, nguyên liệu trên 90% cốt thạch Anh, nên độ cứng chỉ sau kim cương, không thấm, không ố, bảo hành lên đến 18 năm. Mẫu mã thì siêu đẹp, sang trọng theo xu hướng thế giới. Dùng đá Castle Quartz ốp bếp, lavabo, nhà vệ sinh, sang tường cho dự án 4 năm sau là quá chuẩn ông nhỉ? Đúng, quan trọng nữa là Castle Quartz an toàn tuyệt đối cho sức khỏe đấy. Vậy thì tôi quyết định chọn Castle Quartz. Cảm ơn ông nha. Liên hệ đại lý phân phối gần nhất của Castle Quartz để được hỗ trợ. Castle Quartz, chất từng chi tiết. Truy cập website castlequartz.com, hotline 1800 646 499.